Chào mừng bạn quay trở lại bằng lên Soccer YouTube Channel. Vâng, và trong video hôm nay chúng ta sẽ tới với sự kiện Europa League. Và đây sẽ là một sự kiện khá lạ mắt khi mà các bạn chúng ta sẽ không thấy phần skill game ở đâu cả. Mà chúng ta sẽ thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày để chúng ta có thể chúng ta nhận được cái điểm OL. Và chúng ta sẽ dùng cái điểm này để chúng ta mua cái pack trị giá 100 điểm. Chúng ta sẽ nhận được một cầu thủ của sự kiện. Vâng, đầu tiên thì chúng ta sẽ điểm qua các nhiệm vụ. Thì như bạn có thể thấy chúng ta sẽ có 4 nhiệm vụ khác nhau, như là đăng nhập, kiếm điểm Spark, đá các trận head to head VS Tag, hoặc là chúng ta chơi các skill game từ team of the year. Với phần này thì các bạn sẽ được tổng cộng 90 điểm mỗi ngày, và sự kiện này thì sẽ kéo dài trong vòng 14 ngày. Nói chung anh em cũng cày kèm với sự kiện team of the year mà thôi, nói chung cũng không có khó khăn lắm cho anh em. Tiếp theo thì với cái lần đăng nhập đầu tiên thì chúng ta sẽ vào cửa hàng, thì các bạn chúng ta sẽ kiếm được một cái offer, chúng ta sẽ mở được 80 điểm OL. Và bên cạnh đó, với cái thành tựu thứ ba, đó là thành tựu kiếm 900 điểm Star Pass, thì chúng ta cũng được thêm 100 điểm nữa. Như vậy thì với tổng cộng cái sự kiện này thì chúng ta sẽ được tổng cộng là 1440 điểm, tương đương với 14 lần mở pack. Thì với huyền thoại Haji thì các bạn chúng ta phải kiếm thêm 60 điểm nữa thì các bạn có thể mua ở trong cửa hàng. Còn với anh em cái chai á, thì anh em có thể kiếm được cầu thủ Tuta, hoặc là chúng ta mỗi ngày chúng ta mở được một cầu thủ từ sự kiện Europa League. Vâng, nói chung thì cũng khá là thuận tiện cho anh em chúng ta có thể kiếm cầu thủ ở trong sự kiện này. Ở đây thì các bạn chúng ta sẽ bấm vào chữ Exchange. Vâng, và ở đây nếu các bạn chúng ta bỏ được 16 cầu thủ từ OR83 trở lên của sự kiện OL và kèm thêm 3.000 điểm, chúng ta sẽ nhận được huyền thoại Dennis Bergkamp. Chúng ta sẽ có cái offer cho các bạn. Thì chúng ta có thể sử dụng các cầu thủ OR70 thông thường của các câu lạc bộ khác nhau. Thì chúng ta đổi được một cầu thủ ở đây. Và top 3 câu lạc bộ sẽ được EA công bố vào ngày 10 tháng 3 giờ game, tương đương với ngày 11 tháng 3 giờ Việt Nam, để có thể là chúng ta có thể nhận được các phần quà. Top 3 câu lạc bộ thì sẽ được nâng cấp các cầu thủ trong sự kiện này lên. Và các bạn thì chúng ta cũng sẽ chúng ta nhận được một cái phần quà, một lần mở pack may mắn, và sẽ có cơ hội chúng ta sở hữu cầu thủ 90 cộng từ ba câu lạc bộ mà chúng ta đã bầu chọn nhiều nhất. Vâng, nói chung thì sự kiện này cũng khá là đơn giản mà thôi, và anh em chúng ta chỉ cần cày kèm với sự kiện team rồi gì. Anh em có thắc mắc gì về sự kiện này thì nhớ like và comment dưới video nhé. Xin chào anh em, hẹn lại những video tiếp theo.